Đây rồi. Ôi trời ơi gớm. Có mấy con dấu thôi mà mệt hết cả người. Ra cả cẳng suốt từ sáng đến bây giờ. 4-5 cửa. Cửa này là cửa cuối cùng. Xong rồi đấy. Ôi trời. Chào bác ạ. Bác ơi. Này giờ làm việc nhà nước thì mà ngủ thế này. Thôi, mình cũng nghỉ một tí, mệt quá. Suốt từ 5 giờ sáng đến bây giờ. Dạ, em xin bác tí lửa. Lửa? Xin lửa không mở mồm cho mà nói chứ. Dạ. Không có mồm à? Dạ không, em có mồm em mở rồi đấy, nhưng mà bác không nghe thấy ạ. Bác thông cảm. Dạ. Thuốc của bác đây ạ. Anh hỏi cái gì? Dạ, báo cáo bác. Em vào đây. Úi dồi ôi. Em vào đây em mở mồm em hỏi bác rồi, nhưng mà em không thấy bác trả lời, em lại cứ tưởng là bác là tưởng. Bác ơi, qua hết giờ rồi. Bác ơi, bác làm ơn cho em hỏi là bác trưởng phòng có đây không ạ? Trưởng phòng ở ngoài cửa, ra cửa ngửa mặt lên trời nhìn thì thấy trưởng phòng đấy. Ôi giời ơi. Hóa ra bác là bác trưởng phòng đấy ạ. Ôi giời ơi, thôi chết rồi, em có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn. Bác tha lỗi cho em nhé, bác bỏ qua cho em nhé. Chết rồi. Dạ, may quá. Có việc gì? Dạ vâng ạ, đây ạ. Dạ, báo cáo bác. Dạ, ở quê em là có truyền thống là trồng rau quả sạch. Vụ vừa rồi thu hoạch, được mùa bác ạ. Gớm bà con phấn khởi lắm. Lại càng phấn khởi hơn nữa là có mấy công ty ở trên thành phố nhận lời thu mua toàn bộ số rau quả đấy với giá rất hợp lý để xuất khẩu. Ui dồi ôi, bà con nhà nào nhà nấy là chuẩn bị ăn mừng. Thôi anh ơi, anh nói ngắn gọn nhé. Bác cứ để anh im để em trình bày. Lúc đầu là sắp hết giờ rồi. Dạ vâng em biết rồi, nhưng mà em nói năng là phải có ngọn có ngành. Bà con ai nấy đều rất phấn khởi, chuẩn bị ăn mừng. Thì đùng một cái, có một cái thông báo là cấm không cho các loại xe tải đi qua quãng đường vào làng. Bác bảo thế có chết không cơ chứ lị. Bác cả một năm rồi vất vả vật lộn với thiên tai, bây giờ đến ngày thu hoạch có người mua cho là tốt quá rồi, bây giờ cấm như thế thì chẳng hóa ra là cái chỗ rau quả đấy chất trong nhà để chỉ băm cho lợn à. Đấy, chính vì thế cho nên bà con mới cử em đi giải quyết vấn đề này. Em đi từ sáng đến giờ rồi, được 3 con dấu rồi, bây giờ còn nói đúng. Tóm lại là anh muốn cái gì? Anh muốn gì? Dạ, nói tóm lại là em xin bác cho em xin một con dấu ạ. Đóng dấu ạ? Dạ vâng ạ. Đóng dấu thì sao? Phải đến sớm một tí nhá. Bây giờ gần hết giờ rồi. Ê, à. Bác ơi, vẫn còn sớm mà, bây giờ mới có 3:30 ạ. Hay để 3:30 mà anh bảo là còn sớm. Dạ. Anh tưởng chúng tôi làm việc như nông dân canh đi cày đấy ạ. Cứ dành dàng ra thì sáng rửa cưa trưa mai đục đấy ạ. Thôi đi về đến đêm mai nhá. Bác ơi bác thông cảm. Quê em xa lắm. Em lên được đến đây là suốt từ sáng đến bây giờ. Thôi bây giờ thế này, đằng nào bác cũng vẫn còn ở đây. Con dấu của bác vẫn còn hoành tráng ở đây. Bác làm ơn bác đóng cho em một cái, cạch một cái là xong thôi mà. Hay nhỉ. Anh này nói rất lạ. Đóng cạch một cái là xong. Anh cứ làm như là đóng gạch nha anh ấy. Anh có hiểu dấu là cái gì không? Dạ dấu. Dấu là quyền lực nhá. Dấu là pháp luật. Dạ vâng ạ. Nó cạch một cái để tôi vào tù. Đấy, khổ quá nhưng anh mà cứ cạch. Nhưng mà anh tưởng là chúng tôi ngồi đây tôi làm ăn như thế này là tôi không làm gì à? Ngồi bắt anh bắt vàng đấy à? Chúng tôi làm việc bằng trí tuệ. Dạ. Làm việc bằng não bộ. Dạ vâng ạ. Làm việc bằng chất xám. Dạ vâng ạ. Mà chất xám không phải là ai cũng có. Dạ vâng em biết rồi. Anh hiểu chưa? Dạ vâng em biết. Tôi đi về mai nhá. Ấy bác ơi, nhưng mà khổ quá, em trình bày từ nãy giờ mà bác chả hiểu gì cả. Bác ơi, nhà em rất xa mà bây giờ là đây là tất cả bà con là cử em đi để giải quyết cái vấn đề này. Em đã lên xã này, xã đã giải quyết rồi, giới thiệu em lên huyện, huyện cũng đã linh động giải quyết rồi. Bây giờ anh nói nhiều quá.
Vâng. Ông cụ nhà anh có nói nhiều như anh không? Dạ cũng gần bằng như thế ạ. Nhưng mà bác ơi, thôi bây giờ thế này, bác làm ơn bác cho em xin. Thôi rồi, thế thế này, bây giờ anh đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ chưa? Dạ đầy đủ hết cả rồi đây ạ. Dạ vâng ạ, đầy đủ tôi hết. Tôi nhắc lại là anh đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ chưa? Dạ rồi ạ, đây rồi, ạ. Cho thì đưa đây. Dạ vâng ạ. Mày quá. Đơn xin Nguyễn Văn Ba Tong. Dạ vâng ạ. Vợ là Cao Thị Mo. Anh là Ba Tong. Dạ vâng, em tên là Tong, nhưng ở nhà em là thứ ba cho nên là bà con gọi em là Ba Tong. Ba Tong. Vâng. Anh là Ba Tong, vợ là Mo. Vâng. Mo với Ba Tong đối xứng đấy. Chả giấu gì bác. Ờ. Con vợ em ngày xưa bố mẹ nó đẻ ra đặt tên là Mặt Mo. Nhưng mà chắc là lớn lên thì ngượng xấu hổ bạn bè nên tự đổi tên là Quạt Mo. Rồi rồi, rồi. Mặt Mo mặt biết gì cũng được. Dạ vâng, sao cả. Bác. Ờ, thế còn cái gì nữa không? Dạ không hết rồi ạ, đây có thế này thôi ạ. Hết rồi ạ. Dạ vâng. Đấy, thế bác xem nhá. Cái này của sao. Thôi rồi, sáng mai hết rồi. Ê không bác ơi. Ui giời ơi bác ơi, thôi. Bác thông cảm. Bác đóng luôn cho em cái dấu để em còn về. Nhà em xa lắm, bây giờ em về xong sáng mai em lại lên thì còn. Tôi đã bác thông cảm. Dạ không, bác xem này. Em là dân quê, chúng em không biết gì cả. Tôi bây giờ thủ tục giấy tờ còn cái gì thiếu nữa, bác cứ chỉ bảo để em còn đi lo nốt ạ. Anh phải nhớ rằng khi tôi đóng cái dấu cho anh vào đây, dạ vâng, là tôi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước chính quyền. Dạ vâng. Trước nhân dân. Dạ vâng. Anh hiểu chưa? Em hiểu rồi, bác là người phải chịu trách nhiệm, đúng rồi. Thì anh hiểu rồi, cho tôi hỏi thế này này. Anh có hiểu thế nào là trách quyền lợi không? Không ạ. Không ạ. Thế thì anh ra đứng kia. Bao giờ anh hiểu được trách quyền lợi, anh vào đây tôi đóng dấu cho anh nhé. Cái chịu khó tí. Nào đi. Trách quyền lợi là cái gì nhỉ? Dạ. Dạ báo cáo bác, trách ở đây trách là trách mắng à? Hay là trách móc? À bác ơi, có phải là tắc trách không hả bác? Trách đây là trách nhiệm. À trách là trách nhiệm ạ. Đấy. Trách là trách nhiệm. Thế còn quyền, quyền tức là quyền hành. À đúng rồi, những người như bác đây là những người có quyền. Mà đã có quyền thì là được phép hành người khác. Hành đến khi nào văng hết răng ra chỉ còn lợi thôi. Đấy. À đấy, lợi, thôi đúng rồi. Có quyền mà hành người khác thì lợi hại quá thì còn gì nữa. Bác ơi, quyền là quyền hành, còn lợi là lợi hại có phải không hả bác? Lợi đây là lợi ích, là lợi nhuận, chứ không phải là lợi hại. Người ta nói là quyền lợi, chứ không ai nói là quyền hại. Thì chứ, quyền hại thì chẳng ai làm cả. Anh hiểu chưa? Dạ. Và tôi nói thêm cho anh như này này. Trách, quyền, lợi phải đi vào một khối thống nhất. Một khối thống nhất, một khối thống nhất. Anh hiểu chưa? Thế mà làm đơn nhỉ, ngày ngủ quá. Lợi lại là một khối thống nhất là thế nào nhỉ? Trách là trách, quyền là quyền, mà lợi là lợi, tại sao lại thống nhất được? Thống nhất có nghĩa là nó là một cục như thế này. Thế bây giờ mình tách nó ra. Trách đây. Trách là trách nhiệm đây rồi. Ngồi im đấy nhá. Quyền. Quyền là quyền hành. Lợi đây. Quyền có quyền. Tao có quyền, tao hành mày. Này. Dạ. Anh cứ lý luận lung tung. Quyền hành cái gì ở đây? Tôi đã nói với anh rồi, quyền đây là quyền lợi. Lợi đây là lợi ích, là lợi nhuận, chứ không phải là răng lợi nha anh. Lợi ích à? Hâm dở dở thế nào? Thế trong việc này thì ai là người có lợi nhỉ? Bác ơi. Bác ơi, thế trong việc này thì bác được lợi hay em được lợi ạ? Nói tóm lại là thế này. Có quyền thì phải có lợi. Anh hiểu chưa? Ôi giời ơi, có thế thôi mà. Đúng rồi. Dạ vâng, em biết rồi. Cơ mà bác ơi, lợi là ở trên thành phố người ta mới nói là lợi. Ở dân quê chúng em người ta gọi là lễ. Bác bảo là ý bác muốn nói là em phải dâng lễ lên cho bác cái gì? Này. Tôi nói với anh như thế bao giờ? Hả? Bác ơi, bác không nói nhưng mà tự em phải hiểu là em phải dâng lễ cho bác. Anh hiểu là cái đó anh hiểu. Dạ vâng nhá. Bác cứ bình tĩnh bảo. Có lễ. Lễ đây rồi.
báo cáo bác. Cái gì thế này? Dạ, báo cáo bác đây là trách, quyền và lợi ạ. Tôi hỏi anh cụ thể là cái gì? Dạ, báo cáo bác đây là đĩa xôi với miếng thịt. Dạ, con vợ em nó gói cho em để em ăn đường. Nhưng mà nhiều việc quá em chưa kịp ăn. Bây giờ em soạn cái lễ dâng lên bác. Tôi nói cho anh biết. Tôi nói cho anh biết, tôi không phải là cái loại gọi là ăn cái miếng thịt với miếng xôi thừa của anh. Ê, nhá. Không. Anh hiểu chưa? Dạ. Em chưa đụng miếng nào đâu ạ. Không đụng miếng nào, tôi cũng không ăn cái miếng thịt thôi. Nhá. Dạ. Anh tôi cầm ăn miếng xôi của anh thế này, rồi người ta lu loa lên là tôi là kẻ xôi thịt à? Thôi anh đi về đi. Bác ơi, khổ quá, bác không hiểu lòng em. Bác ơi, các cụ nhà ta vẫn thường nói lễ bạc nhưng lòng thành. Cơi dầu không nặng nhưng mà nặng hai tay bưng. Đây là cái tấm lòng thành của dân quê chúng em. Dạ bác làm ơn nhận cho ạ. Tôi đã nói với anh rồi, đường đường là một trưởng phòng như tôi, là một cán bộ như tôi, không đời nào tôi cầm cái miếng xôi miếng thịt của anh để tôi va vào mồm tôi. Anh hiểu chưa? Dạ. Tôi nói để anh biết, không biết bao nhiêu người đưa phong bì mà tôi chưa chắc đã nhận. Ôi dồi ôi bác ơi, bác ơi, bác ơi, bác thông cảm, nhưng mà giờ này thì em biết mua phong bì ở đâu bây giờ ạ? Dạ ôi thưa bác ơi. Ôi hết giờ rồi, mai nhá. Ê, ôi bác trưởng phòng ơi, ôi, ôi, bác trưởng phòng, ôi thôi, bác ơi, em lại bác, em xin bác, cái gì, em xin bác, giờ, tôi bác cứ bình tĩnh, bác, anh rách thiệt lắm. Dạ bác cứ bình tĩnh, bác ngồi xuống ôi, đây dạ. Đã. Dạ vâng, thưa bác cứ ngồi xuống đây, khổ quá. Đây, bác ngồi xuống đây ạ. Dạ, em xin bác bình tĩnh, bác bớt nắng. Ôi bác ơi, bác bình tĩnh để em nghe em trình bày thế này đã. Anh vòng vo quá. Khổ quá, nhà em còn một người bà con ở đầu phố, buôn bán giàu có lắm. Bây giờ em chạy sang bên đấy, em lo việc một lát rồi em quay về. Em quay về ngay bác ạ. Rồi, bác rồi chịu nhá. Khó đợi anh, em một anh, tí anh, nhá. Anh làm phiền bác ơi, quá. Em xem tôi mà cứ được phục vụ mà gọi là tất cả những người như anh thế này thì độ 3 tháng là tôi chết. Dạ vâng ạ, nhưng mà bác ơi, tôi giả quá. Dạ, bác chịu khó bác chờ em một tí, em về ngay. Nhanh nhá. Em về ngay, em về ngay bác ạ. Giả ngây giả ngô. Nói đến như thế mà chả hiểu cái gì cả. Dạ, báo cáo bác trưởng phòng, phong bì đây rồi ạ. Lạ quá nhỉ. Ai bảo anh đưa phong bì cho tôi? Bác bảo. À? Dạ, không, bác không bảo. Bác ấy không bảo là phải đưa phong bì cho bác ấy đâu. Dạ. Ai bảo anh đưa phong bì cho tôi? Dạ, đây ạ. Em chào chị ạ. Em chào chị ạ. Vâng, chị. Này, cái gì thế? Dạ. Có người. Đây ạ. Dạ vâng. Anh cứ ngồi đây uống nước đã. Thôi em không nước non gì đâu, nhà em xa lắm ạ. Dạ thôi bác. Cứ bình tĩnh để tôi nói đã. Tôi phải giải quyết và trình bày cho anh thật thông. Chúng ta phải thông với nhau thì mới làm việc được. Giữa người dân và cán bộ là phải thông. Dạ vâng. Anh ngồi đây tôi nói chuyện cho anh. Dạ vâng bác. Cái việc này của anh ấy mà, cái đời đơn này. Dạ vâng. Đáng lẽ ra thì phải 2-3 ngày nữa thì mới có thể đáp ứng cái nhu cầu của anh được. Bởi vì thế này, tôi phải điều tra và nghiên cứu cái hồ sơ này. Sau đó tôi lại đưa trình lên trên. Trên nghiên cứu xong lại đưa xuống tôi. Và lúc bấy tôi lại cử người về địa phương của anh hỏi. Để xem rằng tình hình có đúng như thế hay không. Rồi nhá. Làm việc nó phải có nguyên tắc, nó phải có tôn chỉ như thế. Chứ không phải là làm luộm thuộm như anh em nông dân ở nhà. Muốn đi cày lúc nào đi, muốn đi cúc nào đi. Ui dồi bác ơi, thế thì thối lắm. Cái gì thối? Rau quả của em thế thì thối hết rồi còn gì. Chờ bác lên tỉnh xuống huyện thế thì... Thôi bác ơi, bác làm ơn. Tôi đã nói với anh rồi. Tôi cầm dấu, hiểu chưa? Dạ vâng. Cầm dấu là tôi phải đóng. Dạ vâng. Cầm dấu mà không đóng thì cầm dấu làm cái gì? Đúng rồi, cầm dấu không đóng thì cầm làm cái gì? À, đúng rồi. Dạ vâng, đây. Anh cứ yên tâm. Bác. Công việc làm đâu phải có đấy. Dạ vâng. Nhá.
đừng nôn nóng. Dạ vâng, bây nóng giờ, đến nơi thì còn gì tức nữa. Là tôi đã thông cảm với anh triệt để rồi. Dạ vâng, em anh biết cứ rồi. Yên tâm đi. Dạ nhá, vâng. Sẽ muộn không sao. Kìa bác, bác mà tôi luôn. Nói rằng cái này. Anh tưởng rằng là tôi cầm cái con dấu này là tôi oai lắm nhỉ? Ôi giời ơi, trông bác cầm con dấu này oai quá đấy nhỉ. Dấu của bác trông như cái chày thế kia cơ mà. Không oai đâu. Tôi phải toàn tâm toàn ý phục vụ anh. Rồi. Nông dân có máu mặt thì tôi mới có màu chứ. Dạ vâng, đúng ạ. Thôi thôi, bây giờ thế này, ông làm ơn ông đóng hộ cho cái dấu đi. Được. Rồi. Đây. Vâng. Anh em mình vâng. Liên kết chặt chẽ. Dạ vâng. Từ từ. Nói từ từ. Vâng, bác băng. Được chưa? Dạ được rồi ạ. Úi trời ơi. Úi trời ơi, hay quá. Rồi, hay quá. Rồi, thế xong đi về đi. Dạ vâng ạ, vâng ạ. À, vâng. Sau là nếu mà có gì lên thì cứ đến gặp tôi. Dạ cứ vâng. Lên nhớ lên sớm tí nhá. Dạ vâng ạ. Sớm một tí. Dạ vâng. Nếu có gì là lên sớm thì là đến tôi. Dạ vâng ạ. Uống rượu nhá. Dạ vâng ạ. Tôi về nhá. Có vẻ khá khá đây. Trông nó nặng đồng cân lắm. Tay này rất điều đấy. Đâu rồi nhỉ? Nó quá ghê nhỉ? Nó chơi cả mình. Quái đản thật. Mình cứ tưởng nó mù ngờ hả? Quá nó đưa cho mình toàn tiền âm phủ. Nó cứ giao đãi đầu trước nó xỏ xiên mãi mình không biết. À, thế được rồi, không sao cả. Trong tay tao hãy còn nắm con dấu. Và không bao giờ tao buông ra đâu. Trên đời này, mày còn phải đi đóng dấu nhiều lần nữa con ạ.